Này là tầng thứ mấy rồi anh? Tầng thứ ba rồi ạ. Rồi thêm tầng nữa. Thì là hôm nay là họ được lên tầng thứ 5. Ở trên đây thì họ không có nước, họ phải nước và điện là họ phải kéo từ dưới, họ chạy các máy phát điện. Và nước cũng vậy, họ phải bơm xe chở bồn nước đem lên. Ở trên đây là không có nước, không có điện. Nên là ra trên đây là những cái trạm vệ sinh đó, mình thấy họ, sử dụng nước rất là tiết kiệm, rất là nhỏ giọt, chứ không có được nhiều nước ở trên đây. Và họ cũng có một cái thông tin ghi là mỗi ngày là mấy khối nước, mấy bao nhiêu phát điện đó, em cũng không nhớ chính xác, họ có cái ghi tên họ để đó. Nắng nó tan ra.